Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi các bộ ngành cho biết, việc triển khai hóa đơn điện tử trên cả nước được thực hiện tích cực, song vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa triệt để, có hiện tượng phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai ngay giải pháp phù hợp khả thi để giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có việc sử dụng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo từng lần bán hàng. Công điện yêu cầu xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Công điện của Thủ tướng được đưa ra ngay sau Nghị định sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu được ban hành. Hóa đơn điện tử hiện mới có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex áp dụng với hơn 2.700 cây xăng. Các doanh nghiệp lớn khác như Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOil, Công ty Xăng dầu Quân đội Mipecorp đang nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối. Còn hàng chục nghìn cây xăng của các doanh nghiệp bán lẻ khác chưa áp dụng cho chi phí đầu tư lớn, thời gian thực hiện 1 đến 3 năm. Ngoài nội dung về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế cũng cần tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các bộ, cơ quan liên quan, nhất là với Bộ Công an để quản lý thuế hiệu quả.